Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng Nai Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Kính chúc quý vị có một tuần làm việc mới hiệu quả. Trong chương trình ngày hôm nay, thứ Hai ngày 13 tháng 3 năm 2023, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn các thông tin đáng chú ý. Như chính phủ chốt gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội, giữ nhịp bình ổn giá để kiểm soát lạm phát, những khó khăn của người giữ rừng. Tiết mục Sắc Màu Cuộc Sống tuần này mời quý khán giả theo dõi phóng sự Cần thêm động lực cho sáng tác văn học thiếu nhi tại Đồng Nai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu là các thông tin kinh tế đời sống đáng chú ý. Như đã thông tin, chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trong đó, giao Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ. Cụ thể, chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, chỉ đạo các ngân hàng thương mại, trong đó chủ lực là 4 ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, vay với lãi suất ưu đãi thấp hơn 1,5-2% so với lãi suất bình quân, trung, dài hạn của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường. Đồng thời phối hợp Bộ Xây dựng và các bộ ngành cơ quan có liên quan xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng chương trình vay ưu đãi. Bộ Xây dựng cho biết gói tín dụng 120.000 tỷ đồng tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2030 để hỗ trợ cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay vốn với lãi suất thấp. Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào hôm nay 13 tháng 3 thay vì ngày 11 tháng 3 như quy định, do trùng vào ngày nghỉ cuối tuần theo quy định tại Nghị định số 95/2021 về kinh doanh xăng dầu. Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng trên thị trường Singapore hiện tăng tương đối mạnh trong các kỳ điều hành ngày 1 tháng 3. Theo đó, mức tăng dao động trong khoảng 3%. Cụ thể, xăng RON 92 đã tăng giá lên ngưỡng 98,72 USD một thùng. Giá của xăng RON 95 tăng lên 102,46 USD một thùng. Các loại dầu cũng trên đà tăng, dầu hỏa tăng lên 107,75 USD một thùng, diesel tăng lên 106,36 USD một thùng, dầu mazut lên 461,87 USD một tấn. Do đó, giá xăng tại thị trường trong nước được dự báo sẽ tăng sau hai phiên giảm liên tục gần đây, mức tăng nhẹ dao động khoảng 100-200 đồng một lít. Tuy nhiên, trường hợp Liên Bộ Tài chính Công Thương không trích lập hoặc chi bình ổn giá, giá xăng có thể tiếp tục giảm. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, số dư trong quỹ bình ổn hiện đang còn hơn 4.600 tỷ đồng. Bộ Tài chính vừa công bố thông tin thực hiện chương trình công tác tháng 2, trong đó thị trường bảo hiểm là một trong những hoạt động nhộn nhịp nhất. Cụ thể, tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 833.000 tỷ đồng, tăng 14,86% so với cùng kỳ năm trước. Số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 691,7 ngàn tỷ đồng, tăng 16,38% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu phí bảo hiểm 35,4 ngàn tỷ đồng, chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 10,7 ngàn tỷ đồng, tăng 16,13% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Công Thương vừa ban hành chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2023. Chương trình nhằm mục đích tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết, nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, từ đó tạo chuyển biến về ý thức trong nhân dân, các đơn vị sản xuất kinh doanh, tổ chức kinh tế xã hội, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam có chất lượng, vận động toàn xã hội hướng đến tinh thần yêu nước và khích lệ tinh thần vươn lên cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp Việt Nam, tập trung vào các doanh nghiệp ngành công thương, nâng cao vị thế của hàng Việt Nam, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh cho các sản phẩm Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, để phục vụ người tiêu dùng Việt Nam, hướng tới hàng Việt Nam, chinh phục người Việt Nam và tự hào sử dụng hàng Việt Nam. Từ đầu năm đến nay, dù còn chịu áp lực bởi biến động tăng giá các mặt hàng năng lượng trên thị trường thế giới, trong đó có mặt hàng xăng dầu và ga, nhưng nhìn chung thị trường giá cả hàng hóa vẫn đang được kiểm soát tốt, hiện tượng tăng giá phi mã cũng như cùng kỳ năm trước đã không tái diễn. Vâng, điều này thực sự là một tín hiệu tốt trong nỗ lực kiểm soát lạm phát, kích cầu tiêu dùng, hướng đến việc hoàn thành mục tiêu quản lý, điều hành giá bình ổn nhất cả thị trường trong các quý còn lại trong năm. Theo các chuyên gia kinh tế, yếu tố khiến việc bình ổn thị trường, quản lý giá từ đầu năm đến nay được thực hiện tốt chính là nhờ các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế hiện nay đã góp phần làm giảm áp lực lên mặt bằng giá.
trong đó các chính sách về miễn, giảm thuế, lệ phí, khoanh, giãn nợ cho doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc bình ổn giá, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu. Tại nhiều chợ dân sinh, nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng lương thực, thực phẩm trên thị trường hiện vẫn dồi dào. Một số mặt hàng tăng giá mạnh vào năm ngoái như đường, dầu ăn, gia vị và thịt, thủy, hải sản. Từ đầu năm đến nay, giá đã giảm từ 5 đến 10%. Từ năm nay đường thì nó cũng hạ chút đỉnh, rồi mì, bún gạo, đồ các cái nào cũng hạ, nhưng mà bán thì bán không được. Nó thấy nó giảm hơn nhiều á. Khách nó không ít có vô đây lắm. Khách hàng ít lắm, chỉ là bán mối thôi. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại nơi đang thu hút đông người tiêu dùng đến mua sắm, giá cả cũng đang được duy trì ổn định. Thậm chí nhiều chương trình khuyến mãi từ 15 đến 49% liên tục được tung ra. Nhóm ngành hàng bán lẻ này trước đó đều có những hợp đồng cung ứng với nhiều nhà cung cấp, cam kết số lượng hàng hóa, giá cả ổn định trong khoảng thời gian trên 3 tháng, nên mặt bằng giá cả kinh doanh được duy trì ổn định và ít bị tác động khi giá cả nguyên liệu đầu vào trên thị trường biến động. Siêu thị vẫn xây dựng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để đảm bảo được cái nguồn hàng cũng như là cái mức giá tốt cho khách hàng đến tham quan và mua sắm tại siêu thị. Hiện tại thì Co-op Biên Hòa thì không sử dụng cái quỹ bình ổn của tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên thì Co-op Biên Hòa cũng có một cái chính sách giá đối với nhà cung cấp do được tổng công ty là Sài Gòn Co-op liên hệ và cũng như là đàm phán giá với nhà cung cấp tốt để giữ giá cho khách hàng, để khách hàng có được khi mà hàng hóa đến tay khách hàng thì giá nó vẫn ổn định và nó tốt hơn. Thị trường hàng hóa ổn định, những đợt tăng giá với tốc độ phi mã đã không còn xuất hiện. Tất nhiên vui nhất lúc này là người tiêu dùng. Tuy nhiên một số lại cho rằng việc điều hành kiểm soát giá phải được duy trì một cách lâu dài, bền vững đối với một mức giá cụ thể cho từng sản phẩm cụ thể. Bởi hiện nay mặt bằng giá chỉ tồn tại một thời gian ngắn và sau đó lại biến động tùy theo diễn biến giá của nhóm ngành hàng năng lượng, nguyên liệu đầu vào. Thực sự đang khiến người tiêu dùng khá thua thiệt. Em nghĩ là ví dụ như có một cơ quan nào đấy có thể xác định là cái mặt hàng đó giá cả như vậy là phù hợp. Phù hợp là giúp cho cái người mà sản xuất ra họ cũng phải đảm bảo cho họ cũng có cái công của họ. Ví dụ họ sản xuất ra họ có công này. Vậy thì với mức độ đó họ đã có công rồi, thì chi phí vận chuyển như thế nào, xác định ra một cái giá chuẩn. Mình có khung giá chuẩn như vậy là không bị tăng giảm hay mắc rẻ nữa, người tiêu dùng cũng đảm bảo hơn, vừa đảm bảo người tiêu dùng vừa đảm bảo cho người sản xuất. Bộ Tài chính cho biết diễn biến giá cả thị trường đầu năm đến nay tuy có khởi sắc, tuy nhiên vẫn có nhiều rủi ro gây ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm 2023. Do vậy, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp về quản lý điều hành giá, bình ổn giá cả thị trường, chủ động theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu, phục vụ đời sống người dân, nhất là những mặt hàng có xu hướng tăng giá như xăng dầu, ga, vật liệu xây dựng. Trên cơ sở đó, chủ động tăng cường công tác phối hợp trong triển khai các giải pháp quản lý điều hành giá để góp phần giữ ổn định giá cả thị trường, không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu hàng hóa, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách tăng giá bất hợp lý. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm ứng phó với đại dịch COVID-19, từ cuối năm 2021, kinh tế Việt Nam có bước phục hồi khá ấn tượng. Khí thế lạc quan được duy trì đến nửa đầu năm 2022. Thế nhưng, bắt đầu từ quý 3 2022, đơn hàng của các doanh nghiệp bắt đầu giảm sút. Tình hình trên kéo dài qua năm 2023 và cho đến nay vẫn chưa được cải thiện. Hiện nhiều doanh nghiệp vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có từ trước đến nay. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Công ty cổ phần giày dép cao su màu Kasum thành phố Biên Hòa là doanh nghiệp có kinh nghiệm hơn 25 năm trong sản xuất giày dép xuất khẩu. Với 3 dây chuyền sản xuất thu hút khoảng 450 công nhân vào làm việc. Sau 2 năm vất vả ứng phó với đại dịch, sản xuất chưa kịp trở lại bình thường, thì doanh nghiệp lại phải ứng phó với những khó khăn thách thức mới khi đơn hàng giảm sút kéo dài. Tính từ đầu năm cho đến nay và tính luôn cho cả 6 tháng đầu năm thì tình hình hiện tại thì các đơn hàng chưa có dấu hiệu hồi phục. Nhu cầu thị trường của các nước, đặc biệt là ở thị trường châu Âu vẫn chưa có khả quan. Cụ thể là đơn hàng của các khách hàng hầu như là chưa có đơn đặt hàng mới, chủ yếu là một số khách hàng nhỏ lẻ. Và hiện tại thì công ty vẫn đang tìm và làm việc thêm với các khách hàng mới, thị trường mới để bổ sung vào các lượng hàng mà các khách hàng cũ đã giảm đi để góp phần duy trì được việc làm, ổn định tình hình sản xuất cho công nhân. Không chỉ khó khăn về thị trường, doanh nghiệp còn phải đối mặt với giá vật tư, nguyên liệu đầu vào, tiền lương công nhân đều tăng.
Trong điều kiện khó khăn bủa vây tứ bề, công ty đã nỗ lực duy trì cho công nhân làm việc 8 tiếng mỗi ngày với mức thu nhập 5-6 triệu đồng một người một tháng. Tháng 1, tháng 2 thì nói chung là hàng hóa nó cũng bấp bênh hơn mỗi năm, nhưng mà em trong mấy tháng này thì em thấy đang ổn định lại. Dạ, thấy đơn hàng ít mình cũng lo, thí dụ là không có tăng ca này kia rồi về sớm rồi không có dư giả lo cho gia đình đó. Tương tự, công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Việt, huyện Nhân Trạch cũng bị sụt giảm đơn hàng từ tháng 7 năm 2022. Bình thường mỗi tháng, doanh nghiệp này xuất khẩu 250.000 đôi giày các loại qua thị trường châu Âu, Hoa Kỳ. Những tháng cuối năm 2022, đơn hàng giảm còn 150.000 đôi một tháng. Thiếu đơn hàng nên hơn 300 công nhân trong công ty đã phải nghỉ việc từ quý 4 2022. Những lao động còn lại cũng giãn thời gian làm việc còn 5 ngày một tuần. Bước qua năm 2023, doanh nghiệp cũng chỉ có đơn hàng nhỏ giọt và hoạt động của doanh nghiệp cũng cầm chừng để giữ chân lao động. Nghiêm trọng hơn, một số doanh nghiệp sản xuất gạch men, đồ gỗ phải ngưng hoạt động từ tháng 11/2022 đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại. Số liệu thống kê cho thấy 2 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn Đồng Nai giảm 1,85% so với cùng kỳ. Có 17 trên 27 ngành sản xuất giảm, trong đó có những ngành giảm sâu như chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 9,5%. Ngành hàng sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm trên 26,6%. Tình hình thực tế trên đòi hỏi các cơ quan quản lý nhà nước cần triển khai những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo nghị quyết chính phủ. Thông qua các chương trình hỗ trợ của nhà nước, hỗ trợ giải quyết khó khăn về tiền thuế, tiền sử dụng đất và nợ giảm, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, những cái việc như thế chúng ta xử lý các thủ tục của doanh nghiệp để chúng ta đảm bảo cho hỗ trợ doanh nghiệp nhanh nhất, phần nào vượt qua khó khăn này. Sản xuất kinh doanh là gốc của nền kinh tế, đình đốn trong sản xuất kinh doanh ngay lập tức sẽ ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách cũng như việc đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh là mối quan hệ tương hỗ gắn bó giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp và lao động. Tiếp tục chương trình là các thông tin thời sự đáng chú ý vừa diễn ra tại Đồng Nai. Đảng ủy phường Hiệp Hòa phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy Biên Hòa vừa tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Các đại biểu đã được quán triệt những nội dung quan trọng của các nghị quyết, gồm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và cán bộ đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, để sớm đưa nội dung văn kiện hội nghị Trung ương 6 khóa 13 vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Hôm qua tại thành phố Biên Hòa, tiểu đoàn 7, trung đoàn 31, sư đoàn 309 tổ chức sinh hoạt ngày chính trị và văn hóa tinh thần cho chiến sĩ mới. Buổi sinh hoạt nhằm tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, tăng cường trực tiếp đối thoại giữa cán bộ và chiến sĩ, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ, xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động. Tại buổi sinh hoạt, lãnh đạo đơn vị yêu cầu cán bộ chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, tập trung nâng cao chất huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Long Thành mới đây đã tổ chức hội thi tiếng hát Vàng Anh huyện Long Thành 2023. Hội thi năm nay đã thu hút 18 đội, được chia làm 3 bảng với hơn 100 tiết mục dự thi và hơn 100 thí sinh là các em thiếu nhi từ 7 đến 15 tuổi trên địa bàn huyện. Chủ đề cuộc thi năm nay là các bài hát có nội dung ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống đội thanh niên tiền phong Hồ Chí Minh, biển đảo quê hương, anh bộ đội, trường lớp, thầy cô, gia đình, bạn bè. Hội thi thực sự mang lại cho thiếu nhi trên địa bàn huyện một sân chơi nghệ thuật bổ ích, là nơi các em được thể hiện tài năng, năng khiếu và niềm đam mê nghệ thuật của mình. Hôm qua, các chi nhánh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank trên địa bàn Đồng Nai tổ chức giải chạy phong trào Vietcombank Run Vạn Trái Tim Một Niềm Tin. Giải chạy thu hút hơn 800 cán bộ, công nhân viên, người thân và khách hàng của các chi nhánh Vietcombank trên địa bàn Đồng Nai tham dự với cự ly 6 km. Đây là hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Vietcombank và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động.
Cũng trong ngày 12 tháng 3, giải phong trào 60 năm Vietcombank với chủ đề Vạn trái tim một niềm tin, cự ly 6 km tổ chức đồng loạt trên toàn hệ thống Vietcombank. Với thông điệp xuyên suốt vạn trái tim một niềm tin, toàn bộ thành tích của các vận động viên sẽ được Vietcombank quy đổi thành tiền xây dựng quỹ vững tương lai dành để hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, tài năng. Ngoài ra, mỗi km chạy, các vận động viên sẽ đóng góp 60.000 đồng vào quỹ vững bước tương lai. Với số lượng vận động viên đăng ký khoảng 25.000 người tham gia giải chạy, tổng giá trị quy đổi đóng góp vào quỹ dự kiến hơn 11 tỷ đồng. Tính riêng các chi nhánh Vietcombank ở Đồng Nai, tổng giá trị quy đổi đóng góp vào quỹ đạt hơn 400 triệu đồng. Trên lĩnh vực an toàn giao thông, thưa quý vị và các bạn, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, đó là chủ đề của năm an toàn giao thông 2023. Với mục tiêu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Do đó, từ đầu năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã thường xuyên tổ chức ra quân, tăng cường tuyên truyền, tuần tra kiểm soát nhằm giữ vững trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới trên địa bàn huyện Xuân Lộc. Huyện Xuân Lộc là địa phương có hơn 40 km đường quốc lộ 1A chạy dài qua địa bàn huyện và tiếp giáp với nhiều tỉnh, nên mật độ lưu lượng xe trên các tuyến ngày càng tăng. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện vẫn diễn biến phức tạp. Có buổi tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông huyện đã xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm, trong đó tập trung xử lý nghiêm, không can thiệp, không có vùng cấm với các lỗi vi phạm về tốc độ, ma túy, nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng xe, đi sai phần làn đường quy định, vân vân. Vì những vi phạm này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Lỗi này là lỗi cấm đậu ngày chẵn, nhưng mà lỗi này là đúng lỗi nên em chấp nhận mức phạt. Cũng như là đi đường á thì em đi rất là đúng luật giao thông. Thứ nhất, thứ hai nữa là nồng độ cồn là mình phải tuân thủ theo cái quy định của nhà nước là mình không nhậu hay là uống rượu bia. Nếu mình đã uống thì mình đừng nên đi xe, nên đừng nên lái xe. Còn tốc độ là mình tuân thủ theo tốc độ quy định của nhà nước ban hành. Nói chung là mình đồng tình, tại vì mình đi mình hơi vội chút á, cho nên là không đội cái nón nên người ta bắt thì cũng đúng thôi, chứ chống đối cả. Nói chung là bản thân mình thì nói chung thì cũng nên đội mũ đó, đi cho nó an toàn cho mình thôi. Trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão năm 2023 vừa qua, trên địa bàn huyện Xuân Lộc xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết và một người bị thương. Thời gian tới, cùng với việc thường xuyên ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông huyện sẽ tập trung thực hiện các kế hoạch, giải pháp trọng tâm, trọng điểm nhằm giữ vững trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, vận tải, các chủ nhà hàng, cửa hàng kinh doanh đồ uống có cồn, buộc ký cam kết thực hiện đúng các quy định của luật phòng chống tác hại của rượu bia, thường xuyên nhắc nhở khách hàng về văn hóa, để uống rượu bia thì không lái xe. Qua công tác tuần tra bám sát địa bàn thì trong cao điểm trước Tết, trong Tết và sau Tết thì công an huyện Xuân Lộc là không xảy ra tai nạn giao thông nào đặc biệt rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Ban lãnh đạo và ban chỉ đội cũng đã có kế hoạch tập trung vào xử lý các lỗi, các hành vi vi phạm mà là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, như là vi phạm tốc độ, nồng độ cồn và các xe chở quá khổ quá tải, nhằm kéo giảm tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn. Để đạt được mục tiêu năm an toàn giao thông 2023 tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng các địa phương thì người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, qua đó sẽ góp phần giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo kế hoạch trong quý 2 2023 sẽ có 8 dự án giao thông được khởi công. Trong đó có 5 dự án quan trọng quốc gia, gồm các dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. 3 dự án còn lại là đường tránh phía đông thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị, dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống, cầu đường sắt Đuống, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm quốc lộ 1 và đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay các dự án đang được các địa phương liên quan rút ráo thực hiện thủ tục và cam kết đáp ứng tiến độ bàn giao giải phóng mặt bằng, đảm bảo điều kiện khởi công trong quý 2 năm 2023 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Đồng Nai ngày mới tiếp tục với một câu chuyện liên quan đến những người giữ rừng. Vâng thưa quý vị, là lực lượng quản lý bảo vệ rừng tại gốc, những cán bộ kiểm lâm đã và đang đối mặt với không ít khó khăn để bảo vệ màu xanh của rừng, ghi nhận tại khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. Dưới cái nắng gay gắt của mùa khô, lực lượng kiểm lâm ở trạm suối Khóp vẫn tích cực đi tuần tra bảo vệ rừng. Không chỉ phải đi bộ sâu vào rừng, mất sóng liên lạc mà họ còn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khác. Là lực lượng trực tiếp đi tuần tra, truy quét trong rừng nên họ thường xuyên đối diện với các đối tượng lâm tặc rất manh động, sẵn sàng tấn công lực lượng kiểm lâm khi mà bị truy bắt. Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm mỏng và thiếu công cụ hỗ trợ, nhưng các kiểm lâm viên vẫn nỗ lực khắc phục và thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, truy quét trong rừng nhằm bảo vệ rừng từ gốc. Đúng là mình chỉ có sống liên tục ở trong rừng. Gia đình thì cũng một tuần về được 1 đến 2 ngày, trong một tháng thì về được khoảng 6 ngày. Nói chung là động lực của gia đình, sự ủng hộ của vợ của mình cũng là một cái động lực để giúp mình vượt qua những khó khăn. Lúc nào cũng phải cười trước cái khó khăn chứ bây giờ cũng không thể nào mà mình chùn bước được. Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai hiện đang quản lý bảo vệ đất lâm nghiệp và đất ngập nước trên 1.500 hectare. Nhưng tổng biên chế chỉ có trên 240 người, trong đó lực lượng kiểm lâm có 155 người. Hiện lực lượng kiểm lâm vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong năm 2022, đơn vị đã đăng tuyển 2 đợt nhưng cũng chỉ có 2 người đến ứng tuyển và rồi họ cũng bỏ nghề sau mấy tháng làm việc. Với thu nhập của một người kiểm lâm hiện nay thì tầm trên 5 triệu một người. Khi mới vào nghề thì so với mức được sống của xã hội hiện nay thì thực sự là sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu của bản tối thiểu của bản thân. Cho nên cái hiện nay là bản thân tôi thì công tác cũng đã lâu, cho nên cái việc mà gắn bó với rừng, với màu xanh của cái đất nước là chúng tôi đã thấm như thấm vào máu rồi. Cho còn thế những thế hệ trẻ sau này khi mà cái cuộc sống gặp nhiều khó khăn thì người ta sẽ có nhiều cái lựa chọn hơn. Không chỉ khó khăn tuyển thêm người, mà một số người đã làm việc lâu năm ở khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cũng đang có ý định nghỉ việc. Những khó khăn đó thì cũng đề xuất là đối với nhà nước thì cũng nên quan tâm, nghiên cứu các cái chế độ chính sách cho lực lượng kiểm lâm để bảo đảm, thứ nhất là bảo đảm về thu nhập, thứ hai là các cái điều kiện về cơ sở vật chất hạ tầng như nhà, trạm, rồi các cái trang bị cho họ, các cái trang thiết bị, công cụ chuyên dùng, rồi cái hệ thống thông tin liên lạc để mà phục vụ cho công tác. Thứ ba nữa là cũng cần quan tâm về cái đào tạo, về bồi dưỡng, về chuyên môn nghiệp vụ để cho họ có đủ cái trình độ chuyên môn, đủ bản lĩnh để mà thực hiện nhiệm vụ đảng và nhà nước giao. Với những người tâm huyết với nghề, mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng hằng ngày trên những cánh rừng họ vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Thưa quý vị, văn học thiếu nhi là một món ăn tinh thần bổ ích đối với tuổi nhỏ. Thông qua các tác phẩm, các em vừa có thêm thế giới tâm hồn phong phú, vừa tiếp thu thêm được nhiều kiến thức đời sống bổ ích và quan trọng hơn hết là nhận được những bài học giá trị nhân văn sâu sắc mà các tác giả đã gửi gắm. Tuy nhiên, theo đánh giá của những tác giả sáng tác văn học cho thiếu nhi, đây là một đề tài khó bởi thiếu nhi là người lớn thu nhỏ, có những đặc thù riêng, cần cảm nhận riêng và góc nhìn riêng và cái duyên riêng, không phải tác giả nào cũng làm được. Cũng chính vì thế, tại Đồng Nai mặc dù có nhiều tác giả viết cho thiếu nhi, song thực sự thành công và chung thủy với đề tài này thì vẫn còn rất ít. Tại Đồng Nai, nhà văn Nguyễn Thái Hải được đánh giá là người viết cho thiếu nhi nhiều nhất. Năm nay 73 tuổi thì ông đã sáng tác được 72 tác phẩm, trong đó có 42 tác phẩm viết cho thiếu nhi. Các tác phẩm của ông đa phần ở thể loại truyện ngắn, truyện dài và tiểu thuyết. Các tác phẩm của ông luôn mở ra một thế giới vui tươi, trong trẻo và đầy tính khám phá đối với các bạn nhỏ. Thông qua các tác phẩm của mình, những bài học, những cách ứng xử và giá trị nhân văn trong cuộc sống được ông gửi gắm nhẹ nhàng, tự nhiên, qua đó góp phần giáo dục các bạn trẻ trong quá trình phát triển bản thân. Là người tâm huyết với thiếu nhi từ khi còn trẻ, sao ông nhận thấy thực tế rằng các tác giả trẻ của Đồng Nai hiện nay rất ít viết cho thiếu nhi.
nói về sáng tác cho thiếu nhi thì nó lại không được lạc quan lắm đối với các tác giả trẻ. Đám trẻ thì bây giờ sau cái tuổi học trò chuyên viết cho thiếu nhi, bây giờ chuyển qua viết cho người lớn. Có lẽ đấy cũng là một cái xu thế mà chung thôi. Vì nói thật, viết cho thiếu nhi ít nổi tiếng bằng viết cho người lớn. Và tôi vẫn hy vọng rằng các bạn ấy đã qua một cái thời gian viết cho thiếu nhi rồi, bây giờ chuyển qua viết cho người lớn, mai mốt khi mà những đề tài người lớn đã cứng cáp rồi thì các bạn sẽ trở lại với thiếu nhi. Hiện nay Đồng Nai có rất nhiều tác giả viết cho thiếu nhi. Sau cố nhà văn Hoàng Văn Bổn, đến nay có Nguyễn Thái Hải, Hoàng Ngọc Điệp, Đàm Chu Văn, Phạm Thanh Quang, Nguyễn Trí và một số tác giả khác đã sáng tác lâu năm. Còn các bạn trẻ hiện nay viết cho thiếu nhi rất ít. Thủy chung với nó có một cái đầu tư đến đầu đến đũa cho nó thì phải nói thật là cũng rất là ít người làm nổi. Đôi khi có những người ta chỉ nhảy sang viết cho thiếu nhi như là một sự đổi món cho khỏi nhàm chán, chứ không phải là có một cái sự định hướng đầu tư nghiêm túc vào nó. Thực tế đánh giá cho thấy sáng tác cho thiếu nhi là vấn đề không dễ, nhất là trong thời buổi văn hóa đọc đang có xu hướng bị lu mờ bởi nhiều loại hình giải trí khác. Không chỉ vậy, viết cho thiếu nhi cần có một vốn sống phong phú, một góc nhìn trong trẻo và cái duyên dẫn dắt mới có thể thu hút được bạn đọc nhỏ tuổi. Do đó, những nhà văn, nhà thơ viết cho thiếu nhi ở Đồng Nai dù khó khăn vẫn đang tiếp tục tìm tòi, đổi mới để có nhiều hơn nữa những tác phẩm được các em đón nhận. Mình viết cho trẻ con, viết thơ nhiều đấy. Nói chung viết cả thơ, viết cả chuyện dài. Thiếu nhi thì cuốn Cua Cành Vườn Nước Môn là cái cuốn mình có thể ưng ý nhất, nhưng còn có cả thơ. Thơ với thiếu nhi thì cũng rất là thích viết cho trẻ con. Nói chung bây giờ mình khẳng định là nó khó, nó không phải dễ đâu. Nó không dễ. Thế còn cuốn tiếp tục viết ấy, đang tính tiếp tục viết. Bây giờ tới đây một cụ thể là mình sẽ có cái cuốn mà Gà Trống Biết Bơi. Nó lạ đấy. Xong rồi, bây giờ chỉ cần là sửa rất là gửi là in thôi. Hàng năm thì hội đều có cái trại sáng tác trẻ dành cho hội viên và cộng tác viên dưới tuổi 35. Hội thì chưa làm được cái động tác, tức là phối hợp với nhà xuất bản chẳng hạn, để tổ chức những cái trại sáng tác dành riêng cho trẻ em. Năm 2017 thì có một cái trại là trại thiếu nhi và dân tộc thiểu số miền núi, thế là cuối cùng là cũng phải kết hợp. Chứ cũng chưa làm được một cái động tác là xây dựng một cái đề án riêng để khuyến khích những người viết cho thiếu nhi, cũng như là có chế độ dành riêng cho họ, thì hội cũng rất là mong muốn. Từ những thực tế đó, bên cạnh tâm huyết của các tác giả đối với đề tài văn học thiếu nhi, Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai đã và đang tìm ra các giải pháp, cơ chế phối hợp cũng như tham mưu các cơ chế chính sách cho các đơn vị liên quan để tạo điều kiện động lực cho các tác giả, đặc biệt là tác giả trẻ, sáng tác cho lứa tuổi này. Phần cuối chương trình sẽ là một điểm qua thông tin và các sự kiện đáng chú ý dự kiến diễn ra trong tuần từ ngày 13 tháng 3 đến 17 tháng 3 năm 2023. Thứ Hai, 13 tháng 3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự họp giao ban về thực hiện nghị quyết 04 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch. Thứ Ba, 14 tháng 3, lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo dự án nhà ở xã hội và dự lễ công bố xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu năm 2022 tại huyện Cẩm Mỹ. Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài và họp hội đồng thẩm định giá bồi thường. Thứ Tư, 15 tháng 3, lãnh đạo tỉnh dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2023 và đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh. Họp hội đồng thẩm định giá thu tiền sử dụng đất, thuế đất và họp xử lý khó khăn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Thứ Năm, 16 tháng 3, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân tỉnh và các đơn vị liên quan về giải pháp phát triển quỹ đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh họp nghe Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội Đồng Nai báo cáo công tác thanh toán bảo hiểm y tế và phân bổ thẻ bảo hiểm y tế tại tỉnh. Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023 của Ban chỉ đạo phòng chống S tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh. Thứ Sáu, 17 tháng 3, hội nghị giao ban ngành thông tin và truyền thông, văn hóa thể thao và du lịch.